Sau Hoàng Nhật xin chào các bác. Hôm nay em vừa về được 5 con máy hút ẩm. Phải nói đây nó là vua trong cái dòng máy hút ẩm các bác nhé. Những con máy hút ẩm chạy cực khỏe, thiết kế mẫu mã đẹp. Ở đây trên clip các bác nhìn thấy đều là những con Hitachi trắng tinh, vỏ nguyên bản các bác nhé. Những con này là không sơn đâu. Đây là những cái con nhặt trong những cái lô máy về thì em nhặt những cái con đẹp nhất trong lô. Đấy, không sơn đâu các bác nhé, không sơn mà các bác nhìn hình ảnh nó trắng tinh. Năm con này thì phải nói là nó quá mỹ mãn rồi. Những cái con này thì trong cái mùa nộp năm trước thì bán nói chung là không có hàng để bán đâu ạ. Về đến đâu là hết đến đấy, mà thậm chí giá còn rất là cao. Năm nay thì các bác tranh thủ mua sớm, cái thời điểm này là vẫn chưa nộp ẩm, nhiều máy nhiều lựa chọn, giá cũng tốt. Như năm ngoái thời điểm này thì em bán cũng rất là nhiều rồi. Năm ngoái nó nộp ẩm sớm và kéo dài lâu. Cái thời điểm năm ngoái nói chung là không có hàng để bán, cháy hút ẩm luôn. Năm nay thì thời tiết nó vẫn còn chưa nộp ẩm lắm, cho nên là các bác vẫn còn nhiều sự lựa chọn vì giá thành vẫn còn rất hợp lý. Ở đây em về là 5 con, thì trong bên này các bác nhìn là 3 con. Lấy số 1, 2, 3. 3 con này là hút 21 lít một ngày. Toàn bộ là điện 220 V hết. Đấy. Hai con này, con số 4, con số 5 hút 20 lít một ngày. Về hình thức thì bọn này khỏi phải bàn các bác nhé. Tất cả là vỏ nguyên bản này, đẹp long lanh luôn. Trắng tinh. Các bác nào còn đang chưa mua được hút ẩm thì các bác cân nhắc ngay 5 con này ạ. Đấy, 5 con này thì nói thật là nó là hàng VIP và đẹp. Bọn này công suất đều hút là 21 lít một ngày, 3 con này. Hình thức quay một lượt cho các bác xem, sau đó em sẽ vào giới thiệu các cái tính năng của nó. Đây. Tất cả bọn này đều có cái bình nước rất là lớn, nó ghi cái Big Power các bạn này. Bình nước rất là to. Cho nên là mình có thể là lâu phải đổ nước. Máy đã được vệ sinh rất là kỹ càng, sạch sẽ rồi các bạn nhé. Đầu mùa anh em thợ người ta vẫn đang còn thời gian rảnh nhiều, họ chưa vào cái guồng cho mà họ vệ sinh cũng khá là kỹ. Đây là em nhập, là anh em thợ người ta dọn hết rồi, mà em nhập hàng chọn của anh em thợ luôn, trong một cái lô hàng họ về thì em nhập hàng chọn. Đây con số 1 các bác nhé. Đây này, bọn này thì đây có đều có công nghệ nano titanium hết của Hitachi, và đặc biệt là bọn này đều sản xuất ở Nhật hết. Đấy. Mấy con này thì hình thức nó giống nhau hết. Đây là con số 2 này, quay cho các bác con nào lựa. Toàn bộ nó vệ sinh rất là sạch sẽ các bác nhé. Em vừa về em quay luôn cho các bác đấy, chứ cũng không làm cái gì đâu. Con số 2 này mỹ mãn luôn. Đang đây con số 3. Những con này là 21 lít một ngày. Đẹp như mới. Riêng cái dòng hút ẩm thì mấy năm đổ lại đây chủ yếu em bán cái hàng điện 220 V. Đấy các bạn, tất cả đều made in Japan hết nhé. Kể cả những cái con kia nhé, nó ghi đằng sau Tokyo Japan. Đấy. Em đều bán các cái dòng điện 220 V để cho các bác cắm cho nó tiện. Đấy. Đối với cái dòng hút ẩm 220 V thì mình di chuyển khắp nhà được, nó cũng rất là tiện. Còn hút ẩm 100 thì nhiều khi bê đi bê lại thì lại phải kèm theo cục nguồn thì nó cũng hơi bất tiện. Đây con này em cắm chạy một con rồi. Trên máy sử dụng rất đơn giản thôi. Bình thường các bác dùng thì các bác ấn 5 nút mode này này. À, nó có các chế độ chạy, 3 chế độ chạy đây. Đấy. Auto rồi công này, sensor này. Rồi là đây là nút đảo gió này. Tốc độ gió cao thấp này. Đấy. Monitor này là chế độ lọc khí này các bác này. Chỉ chạy quạt gió đấy, không có lốc nhé. Đây, hẹn giờ này. Đây này. Hẹn giờ. Đấy. Về cơ bản sử dụng rất là dễ. Cánh gió bọn này đảo mở tự động luôn. Bọn này con này thì cũng thế thôi. Nên này em chưa cắm điện thì cũng chạy 3 chế độ. Tốc độ quạt gió rồi hẹn giờ monitor. Đấy. Đẹp long lanh. Đây đằng sau nữa các bác nhé. Đây, quay tem thông số một con cho các bác nhìn. Đây, của nó đây. Nó hút 21 lít một ngày.
330W, nặng 14,2 kg. Đây, Tokyo Japan hết các bạn này. Đây, đây là phần dàn. Đây là một con 21 lít. Con này là bên này là con 20 lít. 20 lít không ấy. 330W, made in Japan hết. Đây, phần dàn của nó. Những con này toàn bộ là vỏ nguyên bản hết, chưa sơn đâu. Đây là những cái con trắng đẹp. Thường con đỏ nó hay bị vàng thì con nó phải sơn. Nhưng mà đây là những cái con trắng đẹp tuyển chọn. Vỏ nó vẫn còn nhũ ánh kim tuyến này các bạn này. Đấy. Đẹp, long lanh luôn. Ba con 21 lít để em bán là 4 triệu 2 nhé. Đấy, 21 lít để bán 4 triệu 2. Còn con 20 lít để bán 3 triệu 9. Đấy, tất cả đều bảo hành 1 năm cho các bác, điện 220V. Đấy, các bác nào có nhu cầu lấy con nào thì các bác liên hệ nhé. Ba con này thì nó xem nhau hết thôi. Năm con này hình thức đều đẹp như nhau, xuất sắc như nhau. Các bác lấy con nào cũng được. Đấy. Nhiều bác cứ hỏi con nào đẹp nhất thì em trả lời rất là khó. Nó xem nhau thôi. Các bác nào thích thì bảo là em chọn thôi thì em chọn thôi. Còn cũng các bác tự lấy số nào là các bác lấy. Để các bác đẹp nhất, đẹp nhì nó khó lắm. Nó xem nhau các bác nhé. Rồi. Chào các bác.